mẹ nó làm cái phi vụ này hả, còn đỡ hơn mình theo cái ông quay tìm cái viên kim cương xanh hoài. Bây giờ lỡ đúc đầu theo ổng rồi, không lẽ để ổng một mình chứ. Coi bộ mày cũng trung thành với anh quay quá ha. Giang hồ nghĩa khí cũng đáng cho tao nể chứ bộ. À, nhưng mà mày nghĩ coi, tông không tự nhiên bán mạng cho ổng làm gì vậy hả? Mày nói cái gì vậy? Anh quay đã từng tốt với tao, cũng đã từng tốt với mày, ổng đã từng cứu mạng mày đó. Vậy bây giờ còn nói vậy được hả? Trả nghĩa nhiêu đó đủ rồi, tao ngán tới tận cổ nè. Làm xong cái phi vụ này tụi bay chia tiền cho tao qua Campuchia ở đó. Tao cũng đã từng được khuyên giống như mày, nhưng bây giờ không lẽ mình bỏ đi rồi ông quay thì sao? Ông có lây qua đi tìm viên kim cương xanh hoài. Thôi bỏ đi, đón anh quay trước. Má, đáng lẽ ra ngay từ đầu là ông phải ở trên xe với tụi mình nè. Tự nhiên có mình tao với mày ở trên xe à? Mẹ, không không tự nhiên đưa cái đầu tao ra làm trâu bò cho tụi bay. Mày cầm cái miệng chó mày lại đi. Mày hay lắm hả? Mày nói cái gì vậy hả? Không nhờ anh quay á là cái mạng của mày tiêu rồi. Mày có được yên thân hay là không hả? Mẹ, tao ghét nhất là cái thứ ăn cháo đó bác. Chuyện gì vậy mày? Chắc kiểm tra giấy tờ thôi mà, không sao đâu. Mời anh xuất trình giấy tờ xe cho chúng tôi kiểm tra. Đồng chí, kiểm tra. Chào anh. Chúng tôi được cảnh báo sẽ các anh chở hàng lậu, đề nghị các anh xuống xe cho chúng tôi kiểm tra. Chuyện gì vậy? Dạ, công an muốn kiểm tra xe. Rồi. Có chuyện gì vậy mấy anh? Chào anh. Chúng tôi được cảnh báo sẽ các anh chở hàng lậu, đề nghị các anh cho chúng tôi kiểm tra. Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì. Không hiểu lầm gì hết. Các đồng chí, lên. Hiểu lầm thôi mà mấy anh. Cứ nghiêm, cứ nghiêm, lại, để tay lên. Đồng chí, cầm hắn lại. Ê. Tôi có làm gì đâu bắt tôi. Tôi hiểu làm gì thôi. Thả tôi ra. Tôi có gì đâu mà. Các anh bắt nhầm người rồi. Tôi có làm gì đâu. Buông ra. Buông ra. Chuyện gì vậy hả? Tôi không biết cái gì hết. Tôi không biết. Tôi. Anh bảo Tú Mèo, các người đã bị bắt. Má, tao với mày bị lừa rồi đó Báo. Chết chắc rồi. Ngu quá. Dũng, mày uống rượu ở công ty, chú Thiếp mà nhìn thấy là phiền phức lớn đó. Dũng, để yên đó. Tỉnh táo lại đi. Đây là nơi làm việc. Tại sao mày cứ như vậy? Trong căn phòng này. À không, nói đúng hơn là cả công ty này đều là ngụy trang. Mày thừa biết mà. Bây giờ tao có chơi gái hay là uống say xỉn tại căn phòng này cũng chả sao. Kim Cương mà nhìn thấy mày như vậy sẽ không vui đâu.
Không lẽ mày muốn cổ có cảm giác hối hận thì mày mới vừa lòng hay sao? Mày quan tâm tới kim cương từ khi nào vậy? Tao nói cho mày biết, chỉ có tao mới có quyền chăm sóc cho cô ấy. Mày là cái thá gì mày dám xen vào chuyện của tao hả? Mày sai rồi. Khi nào mày tỉnh táo chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Tao nói cho mày biết, mày dám đụng tới cô ấy, tao không tha cho mày đâu. Xin lỗi, tao không thể làm theo ý của mày. Mày, khốn! Chờ đó. Con đang làm gì vậy? Ba, con đang nghĩ tới đề tài mới để sáng tác nhạc thôi. Ba không cho con ra ngoài, con ở nhà hoài chắc buồn lắm hả? Con biết ba chỉ muốn bảo vệ an toàn cho con. Con sẽ không bướng bỉnh cãi lời ba nữa. Ba đừng suy nghĩ nhiều nha ba. Con hiểu tấm lòng của ba dành cho con. Đây, con xem đi. Chú Trung đã chuẩn bị sẵn cho con hết rồi. Chú ấy đang tiến hành lo giấy tờ bổ sung cho Ruby luôn. Hai chị em con sẽ sống bên nhau. Ba, chuyện này là sao? Con đã đồng ý đâu? Ba đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Muốn chị em con được an toàn thì buộc lòng ba phải xa các con một thời gian. Nhưng con chỉ muốn ở Việt Nam. Con thực lòng không muốn xa ba. Ba không muốn xa các con chút nào hết. Nhưng con đừng có buồn. Lâu nhất chỉ vài 3 năm thôi mà. Đợi ba giải quyết xong mọi chuyện, ba sẽ đón các con về. Ba biết là con không thể chấp nhận được ngay, nhưng ba sẽ cho con thời gian để suy nghĩ. Hứa với ba là con sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này. Nghe con. Ba. Lấy ớt với nước mắm à, nghe không? Ủa, đại ca. Ông ở đâu mà tự nhiên song song như đây vậy? Tôi muốn ăn một cái gì đó. Cô giúp tôi. Vô lý. Tự nhiên cái vô đây đòi ăn cái gì đó. Ủa, ông nội tôi hả? Nói bậy. Đại ca muốn ăn cái gì? Nói đi, tôi đi tôi lo cho. Cha. Cuộc đời con hầu hạ mình cha là đủ rồi ha. Con không có hầu hạ ông nội đây nữa. Mày vừa phải thôi nha. Bớt nói lại giùm tao cái coi. Ăn nói bậy bạ. Đại ca đừng chấp nó. Nó nói này nói kia bổ bạ kệ nó đi. Với lại là nó khùng. Cha, tại sao lại nói con khùng? Thì mày khùng tao nói mày khùng. Mày cứ nhận mày khùng đi có sao đâu. Đại ca đừng chấp nó nghe. Thôi tôi không có chấp con gái anh đâu. Dạ. Cha con anh giúp đỡ tôi lúc này, tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Nè, cầm tiền rồi đi tìm mua cái gì đó ngon ngon. Nhưng mà nhớ, đừng có nói với ai là tôi đang ở trong này nha. Tiền nè. Dạ. Đi đi. Đi đi. Cha tự đi đi. Đi đi. Người ta đã nhờ rồi còn ngồi đó ngó nữa. Cãi hoài. Mắt đỏ. Mày liệu hồn mày á.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Đại ca, hôm nay kiếm cha con tôi có chuyện gì không? Tôi đang cần chỗ ẩn núp an toàn. Dạ. Trước khi tôi tìm được, trốn sang Campuchia. Dạ. Ông phải giúp tôi cái chuyện này nha. Thì ra ông là kẻ xấu người trước mặt. Một lát tôi ăn no xong, tôi sẽ ngủ một giấc. Dạ. Ông hãy thuê cho tôi một chiếc xe tang để tránh sự chú ý của công an. Và chiếc xe đó phải đưa tôi sát biên giới. Sau đó tôi sẽ tự tìm xe gắn máy vượt sang bên kia biên giới. Đại ca, được rồi. Sao mà khó quá vậy ta? Đây, khó thiệt là đại ca. Cầm đi. Cảm ơn đại ca. Bây giờ anh mới quyết định ló mặt ra gặp mẹ con em sao? Hơn 10 năm rồi, thời gian cũng đủ dài phải không? Anh không nhớ cục cưng của anh chút nào sao? Hà Băng, người làm việc lớn, không có giọng lưỡi trách móc kiểu như vậy đâu. Em biết ngay là anh sẽ nói câu đó mà. Và anh có hiểu tâm trạng của mẹ con em hay không vậy? Anh không thích cái tính cách lại của em. Hơn 10 năm chưa hoàn thành nhiệm vụ, em tự hào lắm hay sao? Bây giờ để đảm bảo tính mạng và sự an toàn cho Thạch anh buộc phải lừa con Ly. Em hãy tạo tình huống con Ly lạc để xem bố già Thiết xử lý thế nào. Không được, em không thể nào sống xa Thạch Anh được. Đợi em hoàn thành nhiệm vụ xong, em sẽ rút lui cùng với Thạch Anh. Anh sẽ sắp xếp chuyện lại. Bây giờ anh không thể sống xa con trai mình lượt nữa. Nghe lời anh, lừa Thạch Anh đi trước. Vợ chồng mình sẽ rời khỏi Việt Nam ngay lập tức sau khi có được viên kim cương xanh trong tay. Nhưng mà anh lão quyết rồi, đừng có ý kiến nữa. Nhìn lấy là con. Luôn rồi. Dạ thưa chú, lúc nãy có một người đàn ông bị chột mắt tới gặp ông già của con. Thì ông ta bất ngờ sai con đi mua đồ ăn, nhưng mà con thấy khả nghi lắm. Xong rồi con mới quay lại, và con thấy ông đưa cho cha con một cọc tiền và nói là giúp ông vượt biên bằng con đường bỏ vô hòm á. Chú, con là công dân tốt, cho nên con thấy kẻ xấu là con tới báo cáo chú liền. Vậy chú đừng làm khó dễ ông già con nghe. Con yên tâm đi, chú hứa chú không làm khó gì ba con đâu. Dạ con cảm ơn chú, con về. Thank you.
Con nghe nè chú ba. Vĩnh An, tên tội phạm quốc tế Chu Sang Hen đã có mặt trong thành phố này từ lâu. Cha nằm theo dõi của cơ quan điều tra, có rất nhiều thông tin liên quan. Tôi vừa tiếp một cô gái báo tôi một tin quan trọng về tên tội phạm có tên là Quay, tên trùm nước ngoài, có tên là Chu Sang Hen. Và tên Quay có phải là người lần trước chú nhắc với con không? Phải. Hắn ta được coi là đối tượng vô cùng nguy hiểm. Tên Quay là tay chân của hắn, được cử sang Việt Nam trước khi hắn đặt chân tới đây. Giờ thì cậu phải rút, vì không thể đơn thân đối phó với bọn chúng đâu. Chú ba, con đang theo dõi vụ bố già thiết rất hiệu quả mà chú. Chú à, con nghĩ là chú hãy để con tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nghe chú. Tôi sẽ xin ý kiến cấp trên rồi thông báo với cậu sau. Nhưng trên tinh thần, tôi vẫn nói trước cho cậu hay, sớm bàn giao vụ án của bố già thiết lại khi có lệnh. Dạ, con hiểu rồi thưa chú. Chị hai sao em? Sao mấy nay chị hai buồn quá vậy? Có phải chị hai không vui vì chuyện anh Dương Dũng không vậy? Em ngồi xuống đây. Em còn nhỏ, em chưa hiểu hết chuyện này đâu. Đợi sau này em lớn lên, em sẽ hiểu. Em đâu có còn nhỏ nữa đâu. Mà chị hai, có phải chị hai không thích anh Dũng, nhưng mà chị hai thích anh Vĩnh An đúng không? Nói với em như vậy? Đâu có ai nói với em đâu. Rõ ràng em thấy như vậy mà. Anh Dương Dũng á, thì chị hai không thích cho ảnh làm vệ sĩ, cho nên tạo nhiều khó khăn cho ảnh. Còn anh Vĩnh An á, chị hai đi đâu cũng nói ảnh đưa chị hai đi hết. Mà hôm bữa nha, cái chỗ mà mình đi câu cá, em thấy chị hai với ảnh á, hai người còn nắm tay nhau nữa kìa. Em này, thiệt là không phải chị gây khó dễ cho anh Dương Dũng là vì chị ghét ảnh đâu. Chị chỉ muốn chọc ảnh thôi à. Còn anh Vĩnh An thì Ruby à, nếu bây giờ chị em mình không sống ở đây nữa mà qua nước ngoài sống một thời gian thì em có chịu không? Hai chị em mình qua nước ngoài sống hả chị hai? Vậy là đúng như những gì chị hai đã hứa với em lúc em nằm ở giường bệnh, là hai chị em mình cùng với anh Cao Bằng sẽ đi qua bên đó sống. Anh Cao Bằng sẽ thay thế ba mình bảo vệ hai chị em mình đúng không chị hai? Không, không phải như vậy. Chỉ có chị và em thôi. Từ bây giờ chúng ta sẽ không có Cao Bằng ở trong đời này nữa. Cậu gặp chuyện gì không vui hả? Dạ không có đâu chú. Tại con thấy không khỏe, con thuốc vô rồi bị dị ứng vậy thôi. Đừng có nói dối. Người nồng nặc mùi rượu, từ lúc nào cậu trở nên quanh co như vậy? Đàn ông dù gặp chuyện khó như thế nào cũng đừng có mang bộ dạng đó. Tôi đã dặn cậu chuyện này từ khi nhỏ, mới đó mà đã quên à? Dạ con không dám. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Từ đây cho tới ngày Kim Cương lên máy bay, nhất định không để cho nó xảy ra chuyện gì bất trắc. Cậu hiểu chưa? Kim Cương? Kim Cương lên máy bay sao? Chào chú. Ngồi đi. Dạ. Có chuyện gì mà hai đứa mặt mày bơ phờ như mất hồn vậy? Dạ, dạ thưa chú, con vừa mới ra ngoài gặp một vài người bạn cũ, và con biết được tình hình gần đây đang rất nhiễu nhương. Có một tên tội phạm quốc tế đã
đã ngang nhiên vào Việt Nam bằng đường hàng không trót lọt. Tội phạm quốc tế? Nghĩa là sao? Con không biết là chuyện này có liên quan tới chúng ta hay không, nhưng mà cũng không thể coi thường được. Nhưng mà chú yên tâm, con và Dương Dũng sẽ bảo vệ an toàn cho chú, cô hai, cô ba. Xin chào. Dĩnh Hân. Anh có cần bổ sung sao vậy? Chuyện tôi nói mày mấy ngày hôm trước, mày chẳng hề xem trọng hay sao? Tao chưa hiểu ý của mày cho lắm. Coi chuyện gì mày nói đi. Mày đừng có làm bộ làm tịch nữa. Mày thừa biết chỉ có một mình tao mới được phép bảo vệ Kim Cương, chứ không ai khác. Mày đang muốn gì đây? Mày tưởng là mày xả thân cứu cô ấy một lần là có thể toan tính đẩy tao ra để thay thế được sao? Mày đừng có hiểu lầm Dũng à. Tao chỉ muốn Kim Cương được an toàn. Tao chưa bao giờ tao muốn giành vị trí vệ sĩ của mày. Chỉ là tao thấy gia đình của ông chủ thật sự nguy hiểm. Mày dối thật. Mày đừng có để cho tao thất vọng khi tao đã dẫn mày vào công ty này. Chứ bây giờ mày muốn sao đây? Tao với mày không còn nhỏ. Đừng chơi trò gây gỗ rồi giận dỗi nhau nữa. Muốn gì thì cứ nói thẳng. Giữa tao và mày có gì không thể nói với nhau sao? Tao muốn mày từ đây về sau không được phép tới gần Kim Cương dù chỉ là nửa bước. Chuyện này tao đã nói với mày rồi, bây giờ tao chỉ nhắc lại thôi. Câu trả lời tao cũng đã từng cho mày biết rồi. Tao không thể làm theo ý của mày được. Vậy là bây giờ mày thích chống đối với tao? Tao không muốn chống đối mày. Ngược lại, tao rất cảm ơn mày vì mày đã đưa tao tới đây để tao tìm được người mà tao đặt hết tình cảm. Tao chưa từng có cảm xúc như vậy ở trong đời, Dũng à. Mày dám? Mày có biết gì không? Tao chưa bao giờ ép Kim Cương hoặc tạo áp lực cho cô ấy. Mày nghĩ coi, bao nhiêu chuyện xảy ra đủ để cho Kim Cương mệt mỏi rồi. Mày có thể đừng khiến cho Kim Cương mang cảm giác bất an nữa được không, Dũng? Từ lúc nào mày dám lên mặt dạy đời tao về chuyện của Kim Cương vậy hả? Lẽ ra tao nên hiểu rõ con người của mày ngay từ đầu mới phải. Ây da, ui, ai da. Dạ, mời đại ca. Mẹ nó, có cái chuyện nhỏ xíu à mà làm không xong. Thuê nguyên cái xe tang đâu có dễ đâu đại ca. Còn phải thuê cái quan tài để đại ca nằm trong đó cho nó an toàn để qua biên giới. Đại ca thấy tôi thông minh sáng tạo không? Thông minh cái đầu của ông á. Đồ ngu. Ông biểu tôi chui quan tài nằm cho tôi chết hả? Không có đâu, quan tài cũng có những cái lỗ để cho đại ca thở, đâu có sao đâu. Yên tâm đi, tôi đã lo chu đáo hết rồi. Đại ca cứ việc ăn no say xong rồi cứ ngồi xe tang. Xe tang nó tới đón đại ca chui vô quan tài. Dạ. Mẹ nó, tao không lường được cái tình huống là bây giờ thằng Báo và con Tú Mèo không biết đang sập bẫy vào cái băng khấu kiếp nào. Bây giờ dạ, nó khai ra thì sẽ bị dính dấu, chỉ có nước là lên vàng quá. Tôi biết, tôi biết mà. Dạ, xin mời đại ca. Dạ. Dạ mời. Vô. Đổ. Anh quay, anh đã bị bắt. Cái gì vậy? Mày chơi tao hả mày? Em không biết, cái này công an em không biết. Còng tay hắn lại. Đó. Mày á, con quỷ nhỏ mày hại tao rồi. Con quỷ nhỏ không có hại mà đang cứu con quỷ lớn đó, biết chưa? Cha che giấu tội phạm đó. Còn nữa, nhìn gì? Con khốn, tao có chết tao cũng không tha cho mày đâu. Tôi nói cho ông biết, tôi sống ở cái nghĩa địa này là tận cùng khổ rồi. Vậy mà ông còn không buông tha nữa, còn lôi cha tôi vô vòng lao lý. Công an á, họ có nhiều tay mắt lắm, ông không bao giờ trốn thoát được đâu, biết chưa? Mày cha vô trong đó vài ngày đi, họ hứa là không có làm khó dễ gì cha đâu. Ê, thôi thôi, chỉ cần ở trong đó không có rượu uống, thế nào cha cũng la làng lên rồi người ta sẽ thả cha ra, hiểu không? Nhảy lên. Lắng nghe.
Nhớ mua cho tao chai nha mày. Bây giờ anh không thể sống xa con trai mình được nữa. Nghe lời anh, Lưa Thạch Anh đi trước. Vợ chồng mình sẽ rời khỏi Việt Nam ngay lập tức sau khi có được viên kim cương sẵn trong tay. Đưa Thạch Anh đi trước à? Tại sao chú Sam Hen lại chỉ muốn đưa Thạch Anh trở về? Còn mình thì lại chẳng tha thiết chút nào. Hơn 10 năm, gần ấy thời gian, bộ vô nghĩa hay sao? Bây giờ để đảm bảo tính mạng và sự an toàn cho Thạch Anh, anh buộc phải lừa con liền. Em hãy tạo tình huống con ly lạc để xem bố già Thiết xử lý thế nào. Anh Vĩnh An, anh tới rồi hả? Kim Cương, xem ghen quá vậy. Anh đã dặn em rồi, không được đi lung tung ra ngoài. Xem không nghe lời ai hết vậy? Anh đừng có lo, em nghĩ rồi. Còn người ta tới số chết thì phải chết thôi, chứ tránh đâu có khỏi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ cùng với Ruby sang Ý học theo ý muốn của ba. Sao em... Em không phải là sợ bị các băng nhóm đối nghịch với ba làm hại, mà là em thấy chán nên em muốn đi xa. Kim Cương à, em đừng nghĩ vậy. Mọi người ai cũng đều yêu thương em, vì sao em lại chán? Có nhiều lý do lắm, nhưng em chỉ có thể nói với anh, em đã biết lý do tại sao bọn người kia lại muốn bắt cóc em. Em hiểu, nhưng em lại không thể bày tỏ đúng cái sự hiểu biết của mình. Em còn thấy chán hơn khi thấy lòng người quá giả dối. Kim Cương, nhiều khi em chỉ ước sao mình có thể sống trong một môi trường bình thường hơn. Nghèo khó cũng được, có lẽ như vậy em sẽ có một cuộc sống trung thực hơn. Anh không biết là điều gì khiến cho em mang tâm trạng chán nản đến như vậy, nhưng có một điều anh không bao giờ giả dối, đó là những gì anh dành cho em. Em có hiểu không? Em hiểu, nhưng anh hãy cho em cất giữ điều hiểu biết này ở trong lòng nha. Em bây giờ rất lo cho ba. Em biết bên cạnh ba chắc chỉ đã có người trung thành trung thực yêu thương ba. Em hãy tin anh, dù sao đi nữa anh sẽ không bao giờ làm hại ba em, và cũng không để người khác làm hại ba em đâu. Giao vật nó cho anh An hay không? Anh ấy là người đáng tin nhất vào lúc này, có phải vậy không mẹ? Anh che giấu thân phận vì nhiệm vụ, anh hoàn toàn không có ý lừa dối em. Có chuyện gì sao con? Sức khỏe của con còn chưa tốt lắm, sao không chịu nghỉ ngơi?
Con không còn nhiều thời gian ở bên ba. Vậy ba có muốn nghe con đàn một bản nhạc đặc biệt đâu không? Con muốn tặng ba một món quà. Con nói gì vậy Kim Cương? Con suy nghĩ kỹ rồi. Con đồng ý cùng với Ruby qua y học. Ba chỉ còn có một mình. Sẽ rất là nhiều nguy hiểm đó, ba biết không? Ba hứa với con nha. Ba phải hết sức cẩn thận và đừng tin ai hết. Cho dù người đó bên cạnh ba. Nha ba. Nha ba. Ba hứa. Mạnh nhất là dì Hạ Băng và cả anh Cao Bằng nữa. Nhà ba, ai cũng có thể làm hại ba được hết đó. Có chuyện gì vậy cô chủ? Mai mốt á, anh đừng có gọi em là cô chủ nữa. Cái tên đó em nghe không có quen. Với lại em cũng không có thích nữa. Mà anh Cao Bằng, lần này anh không đi với tụi em hả? Vậy ai sẽ bảo vệ hai chị em của em đây? Mà đi đâu? Đi qua Ý học. Chị hai nói lần này sẽ đi lâu lắm. Nếu mà anh muốn á, em sẽ nói với chị hai năn nỉ ba cho anh đi chung nha. Qua Ý học? Bọn họ đã có kế hoạch này từ khi nào chứ? Tình thế là dầu sôi lửa bỏng. Em nhất quyết tới đây gặp anh. Rất là nguy hiểm, em biết không? Anh tưởng là em thích liều mạng lắm hay sao? Chẳng qua là có chuyện khẩn cấp, cho nên em mới đòi gặp anh. Chuyện gì khẩn cấp? Đừng có nói với anh là em không muốn cho anh rước Thạch Anh qua bến nha. Cả chuyện đó cũng là khẩn cấp. Thạch Anh muốn theo bố già, chứ không phải theo về với anh. Em nói cái gì? Em cũng đã ướm thử, nhưng con trai dứt khoát không chịu. Nó một mực đòi đi theo bố già. Nó không hề có một chút ấn tượng nào với anh hết. Em dạy con giỏi lắm. Anh còn dám nói ở đó đổ thừa cho em. Từ khi lọt lòng tới giờ, nó chỉ biết bố già là cha. Đó là lỗi của ai? Và ai đưa nó vô tình thế đó chứ? Bỏ đi. Chuyện con trai em sẽ có cách. Có chuyện này quan trọng hơn. Vài hôm nữa, bố già Tiết sẽ cho hai đứa con gái xuất ngoại. Và lần này, sẽ cho tụi nó sang Ý, không biết trước khi nào mới về. Sang Ý à? Thằng bố già của em, nó coi thường anh quá. Nó nghĩ là qua tới tận Ý, thì sẽ thoát khỏi tay anh. Theo em đoán, đây cũng là cái bẫy. Đưa con gái ra nước ngoài, đồng thời đem luôn viên kim cương xanh theo. Mang theo viên kim cương xanh? Nếu không thì không một lý do gì hắn gấp rút đẩy hai đứa con gái đi nhanh như vậy. Có nghe em nói gì không? Mà sao ngồi trơ ra vậy? Bây giờ em muốn sao? Anh phải nắm trong tay con kim cương trước khi nó lên máy bay sang Ý. Tất cả đầu mối nó chỉ nằm ở đó, chứ không ở đâu khác.
Alo, quan xử thằng Cao Bằng nha, tao còn cần nó. Anh à, em... Tôi nói im. Này là vô đi. Chú gọi con. Từ ngày mai cậu trở lại công việc của mình. Thằng khốn nam chuyên cho vay nặng lãi của xã hội đen, thậm chí còn lấy vợ con của mình ra để bảo chứng. Chuyện này tôi giao cho cậu xử lý. Chú Thiết, ý của chú là chú không muốn con làm nhiệm vụ bảo vệ chung cư nữa, và chú muốn giao cái nhiệm vụ đó cho Vĩnh An, có đúng như vậy không? Cậu bắt đầu hấp tấp, không cân nhắc trước sau từ khi nào vậy? Đây, trước khi về cậu ghé đưa cho Kim Cương giùm tôi. Ngày giờ lên máy bay trong này đã ghi đầy đủ. Về máy bay. Nè, mở cửa mày. Chào cậu. Ừ. Cảm ơn anh đã đưa em đi mua sắm. Em có quà cho anh á, nhưng mà để hôm ra sân bay em đưa cho anh. Kim Cương. Chuyện này là sao hả? Em giải thích cho anh biết đi. Chuyện này là sao? Dũng, bình tĩnh lại đi. Tao không nói chuyện với mày. Ba kêu anh đưa vé máy bay cho em chứ gì. Vậy thì cảm ơn anh. Em cũng vừa định báo cho anh biết em và Ruby sẽ sang Ý. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe? Cái chuyện em đi du học tất cả mọi người đều biết, nhưng anh là người biết cuối cùng nhất. Hả? Kim Cương à, em có thể không đón nhận tình cảm của anh, anh có thể bỏ qua, nhưng em từng nói xem anh như là người thân duy nhất. Em đối xử như vậy có tàn nhẫn với anh quá không hả Kim Cương? Nè, anh làm gì Dũng, vậy mày bình tĩnh đi ra. Dũng, em không được đi đâu hết, em phải ở đây với anh. Anh không cho em đi đâu hết, em phải ở đây với anh. Nè Dũng, em ra. Mày đang làm Kim Cương đau đó. Tao cảnh cáo mày, không phải là chuyện của mày, mày không được phép tới gần Kim Cương nửa bước, hiểu chưa? Đủ rồi, anh làm gì vậy Dương Dũng? Anh bị điên rồi hả? Đúng, anh bị điên rồi đó. Hôm nay bằng bất cứ giá nào em cũng phải nói chuyện rõ ràng với anh. Đi, buông tay ra. Đi thôi. Em ra. Đi, tránh ra. Buông em ra. Cao Bằng. Dạ, chào ông chủ. Bấy lâu lại không gặp trực tiếp, cậu vẫn còn phong lộ lắm. Tôi chờ lệnh ông chủ. Có nhiều lời làm tiếu về sự trung thành của cậu, nhưng mà tôi không tin lắm. Cao Bằng, các cậu chưa quên chính tay tôi đã kêu mang cậu như thế nào.
lao táo cậu ra làm sao, cho cậu sang việc làm, làm cháu ruột của bà chủ với một nhiệm vụ phải hoàn thành. Vậy bà bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành. Cậu có gì để nói với tôi không? Dạ. Lần này không phải Hà Băng, mà chính tôi lệnh cho cậu phải giết chết con gái của tên bố giả thiết. Cậu nhận lệnh hay chống lệnh? Ông chủ à, nếu giết chết con gái bố giả thiết thì liệu chúng ta có lấy được viên kim cương hay không? Nếu con gái cưng của hắn ta bị giết thì cao trào của kế hoạch mới bắt đầu. Nếu bố già lan giữ vật báo này, nó sẽ trở thành lỗi hận khi hắn mất lứa con gái. Lúc này chính là lúc tâm trạng của hắn xa xúc nhất, chúng ta sẽ dễ dàng hạ thủ. Tôi sẽ cho người liên hệ với Chuông Mèo, thậm chí lộ cho Chuông Mèo biết sự hiện diện của viên kim cương sành là hiểm họa như thế nào. Khao Bằng, cậu có đồng ý nhận mệnh lệnh lại không? Vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của tôi sao? Tôi nhận lệnh giết chết con gái của bố già. Alo, cô bố trí lực lượng theo sát từng bước chân của con gái bố già cho tôi. Bất kể Cao Bằng thì hành lệnh hay chống lệnh cũng ra tay thần tốc. Hy vọng lần này cô sẽ xứng đáng là sát thủ yêu kiều nhất của tôi. Mẹ ơi, con đã quyết định ra đi rồi. Con lo cho ba lắm. Con không biết gì Hạ Băng sẽ đối xử với ba như thế nào, nên con càng lo hơn. Tuy là con phải đi học xa nhiều lần, nhưng mà lần này con cảm thấy trong lòng bất an quá. Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Dù sao con người ta cũng không qua khỏi số mệnh. Con sẽ tới thăm mẹ một lần trước khi đi xa. Gặp mẹ rồi con sẽ nói với mẹ nhiều hơn. Em có thể ở lại không? Anh sẽ bảo vệ em thật tốt mà Kim Cương. Vĩnh An à, tại sao mày không thể mở miệng ra nói những lời này được chứ? Nhiều khi em chỉ ước sao mình có thể sống trong một môi trường bình thường hơn. Nghèo khó cũng được, có lẽ như vậy em sẽ có một cuộc sống trung thực hơn. Em cứ đi bình an, chỉ cần như vậy với anh là quá đủ. Anh sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này, Kim Cương. Em là cô gái thánh thiện. Anh nghe đi.
Con tới đây chào mẹ. Con phải đi xa rồi. Từ đây cuối tuần sẽ không có ai tới chơi với mẹ. Mẹ đừng buồn nha mẹ. Mẹ em sẽ hiểu và thông cảm cho em mà. Cũng đâu phải là em đi luôn đâu. Đợi một thời gian, mọi chuyện sẽ giải quyết xong, em có thể quay về đây thăm mẹ em mà. Ừ, anh nói đúng. Mẹ ơi, con không có ở đây thì anh Vĩnh An sẽ thay thế con để vô đây thăm mẹ. Anh sẽ đọc thư của con cho mẹ nghe. Anh hứa với con rồi, nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, mẹ nhớ đánh đòn ảnh giùm con nha. Anh Vĩnh An, anh hứa bảo vệ hũ cốt của mẹ em bằng mọi giá chứ. Sao em lại nói vậy? Mẹ em đã nằm ở đây là an toàn nhất rồi. Không ai có quyền xâm phạm mẹ em đâu. Tại vì em lo xa nên em gửi gắm mẹ cho anh trông giữ giùm. Thôi, mình đi về đi, để mẹ em còn nghỉ ngơi nữa. Cảm ơn anh đã đưa em tới đây thăm mẹ trước khi em đi xa. Em sẽ không quên những giây phút ở bên anh như thế này. Lần này không phải hạ bạc mà chính tôi lệnh cho cậu phải giết chết con gái của tình bố giả thiệt. Cậu nhận lệnh hay chống lệnh? Cô tới đây làm gì? Anh trốn tránh ở đây cũng vô ích. Mượn rượu để quên đi niềm đau. Vì phải xuống tay giết chết người mình yêu sao? Tôi không cần cô phải bận tâm. Cút đi! Còn nếu muốn á, cô có thể giết chết tôi. Không phải chú Sang hẹn cần cô ra đây giết chết tôi hay sao? Ra tay đi! Cao Bằng, tôi tưởng anh theo ông chủ đã lâu thì hiểu rõ hoàn cảnh hơn ai hết. Nhưng không ngờ anh lại quá ngây thơ, không có tố chất của một sát thủ. Ý cô muốn nói là cái gì? Anh nghĩ anh không nỡ ra tay thì cô gái của anh vẫn sẽ an toàn hay sao chứ? Ông chủ của chúng ta là người sẽ giao nhiệm vụ cho một kẻ mà ông ấy nghi ngờ mang mầm mống phản bội hay sao? Thật là uổng cho anh khi đã làm việc bao nhiêu năm trong tổ chức này. Rốt cuộc anh vẫn không hiểu hết được bản chất của nó. Có nghĩa là trong khi anh ngồi đây ôm chai rượu để quên niềm đau, rất có thể cô gái mà anh yêu đã không còn nữa. Anh đừng quên, Chu San Hen có rất nhiều sát thủ tàn nhẫn hơn cả tôi và cả anh. Họ không có lý do gì để chung tay đâu. Thank you.
Anh nhìn đi, cứu em với. Kiếm Trương, tôi đi. Cao Bằng đã xuất hiện, nó không phải một, nó đã tới hỗ trợ chúng ta. Ông chủ, bình tĩnh đi ông chủ. Ben, ông chủ. Ben. 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 Tại sao cô làm như vậy? Hả? Ben à. Ben. Cô tỉnh lại đi. Tôi với cô còn nhiều điều chưa nói lắm. Chú. Ben, buông ra. Ông chủ. Ben. Ông chủ à. Buông tao ra. Ông chủ. Ông chủ, cô công an. Ông chủ, đi nhanh thôi. Nếu không kịp đâu. Công an. Chạy lên. Ông chủ. Chạy. Đi lên ông chủ. Phan à, tỉnh lại đi Phan. Phan à, có sao không? Trời ơi, máu me tùm lum vậy, đưa đi bệnh viện cấp cứu đi. Nè, cái tiếng còi hú lúc nãy là tôi làm đó. Ở đây hả, tụi nó mà quay lại là không có công an thiệt tới đâu. Nhanh. Anh Bằng. Đừng có như vậy mà. Đừng có như vậy mà Phan. Phan à, thôi được rồi, để đưa em vô bệnh viện nha. Được. Nếu mà lúc này mình vô bệnh viện, thân thế của chúng ta sẽ bị bại lộ. Bại lộ thì mặc kệ, tại chúng ta bị bắt. Chứ anh không muốn em về anh mà bị như vậy. Phan à, Phan, cố lên đi em. Cố lên. Chào ông Phan. Đúng là con người có số phận thật. Số của em giết quá nhiều người, bây giờ em bị giết cũng là điều thỏa đáng. Số của em giết quá nhiều người, bây giờ em bị giết cũng là điều thỏa đáng. Không sao đâu, em không sao mà. Em không sao mà. Nếu có luật nhân quả, Cao Bằng, anh đi đậu thú đi, quay đầu là vợ. Phan à, muộn rồi, chúng ta không có đường quay trở lại đâu Phan à.
tay anh chưa nhỡ máu. Anh có thể mà. Sao em lại tốt với anh? Hả? Vì em yêu anh. Phen à, em khờ quá vậy. Chúng ta là sát thủ mà, làm gì có trái tim để mà yêu nhau hả? Có. Ai cũng có một trái tim hết. Giờ thì không cần phải che giấu đâu. Ngay lần đầu tiên chạm mặt anh, khi em làm nhiệm vụ theo dõi anh, em đã biết mình thất bại thảm thương trong nhiệm vụ này. Phen, Phen à, nhưng mà anh đã... Em biết anh không yêu em. Bởi vì anh đã yêu con gái của bố già. Đúng không? Anh không công bằng với em. Phải. Anh có lỗi với em. Anh có lỗi với em. Không cao bằng tình yêu mà, không thể nào miễn cưỡng. Em không trách anh đâu. Cao bằng. Phen à, Phen à, ôm em đi. Em buồn ngủ luôn. Em muốn em. Phen. Phen à. Phen à. Phen. Phen. Em không được ngủ. Phen. Em không được ngủ. Em tỉnh dậy đi Phen. Em không được ngủ. Em không được ngủ mà. Phen à. Em không được ngủ mà. Phen à. Phen. Phen. Phen à. Phen. Em không được ngủ mà. Phen. Phen à. Phen. Em không được ngủ mà. Phen. 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 Phen à. Phen. 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 Phen à. Tỉnh dậy đi. Giờ anh đỡ chưa? Ừ, cũng đỡ rồi. Kỳ này cũng mới vô nước biển xong. Kỳ này về xuất viện đừng có nhậu nữa không? Anh biết rồi bà vợ. Em phải vào trong để bác sĩ kiểm tra vết thương sao? Kinh khủng quá. Chỉ vì có người muốn giết em mà cô gái kia bị bắn rồi không biết sống chết ra sao. Kim Cương à, không phải là lỗi của em. Cô ta là sát thủ đi theo để sát hại em. Cũng may nhờ cô gái kia lanh trí đánh lừa bọn chúng thì chắc gì anh với em đã được an toàn. Chỉ có điều anh vẫn không hiểu vì sao cô ta lại đỡ cho Cao Bằng phát súng quan nghiệt đó. Em, đó là vì tình yêu. Nếu như không phải vì tình yêu thì không ai dám đem tính mạng của mình ra để che chở cho người khác. Kim Cương, tình yêu là cái gì mà có thể kỳ diệu đến như vậy? Người ta có thể mất trước cái chết. Thank you.
Hả con? Kim Cương. Ba. Kim Cương. Mày đưa cô ấy đi đâu? Mà để làm gì Kim Cương? Hả? Vĩnh Hào, đã xảy ra chuyện gì? Kim Cương muốn tới thăm mẹ của mình trước khi lên máy bay, nhưng mà có một đám người trang bị vũ khí xuất hiện tấn công, cố tình ép Kim Cương đi theo bọn chúng. Mẹ kiếp, đám nào dám ra tay giữa ban ngày ban mặt vậy hả? Chú Thiết, anh Trung, theo quan sát của tôi, đám người này có vũ khí không phải là dạng tầm thường. Dựa theo hình xăm trên người bọn chúng, tôi đoán đây là băng nhóm nước ngoài. Băng nhóm nước ngoài? Không lẽ là tay chân của tên trùm Chu San Hen? Nói tóm lại, tất cả là do mày. Mày hứa sẽ bảo vệ Kim Cương. Bây giờ quấy xảy ra chuyện, mày giải thích sao đây? Thôi đủ rồi. Anh Dũng, anh Vĩnh An đã hết sức giúp đỡ em. Có người còn bị bắn trước mặt em nữa. Anh còn chưa đủ tin hay sao? Kim Cương, Kim Cương, bình tĩnh. Nói cho bà nghe, ai đã bị bắn? Con, đừng khóc nữa con, bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ rồi hãy nói. Nghe. Mày lâu cái máy vậy? Nghe là phát súng giết về là kinh lỏng tức công an. Bây giờ chúng ta không thể chần chừ ở đây được nữa. Em phải giao thạch anh cho anh. Anh sẽ lừa con trai của mình sang bến trước. Vậy nha. Giao thạch anh về trước. Làm sao mình có thể xa con dù chỉ một ngày? Rồi phải ăn nói sao với bố già khi mất tích con trai đây? Đúng, Kim Cương sao rồi? Cũng tạm ổn. Tính Kim Cương nó rất hiền lành. Thấy người chết trước mắt, chắc chắn là nó vô cùng kinh sợ. Khốn kiếp! Chỉ vì một viên Kim Cương mà không biết có tồn tại hay không mà khởi động cỏ nhau hồn. Ông chủ, chuyện đã tới nông nỗi này, chuyến đi ngày mai của hai chị em Kim Cương không thể để cho con gái tôi rời xa tôi trong lúc này được. Ông chủ, nhưng ông cũng biết mục tiêu của chúng là cô hai mà. Nếu để cô hai ở lại, tôi e là sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng của cô. Tôi biết, nhưng chú đừng quên, Chu San Hen là tên tội phạm quốc tế. Đưa Kim Cương tới Ý liệu có an toàn không? Hơn nữa, với chấn động tinh thần bây giờ, làm sao tôi có thể yên tâm mà rời xa nó được? Chú à, Chu San Hen là một tội phạm quốc tế, hắn sẽ không dám manh động một lần nữa đâu. Chú cứ để cho Dương Dũng và con thay phiên nhau bảo vệ cho Kim Cương là được thôi chú. Tạm thời tôi sẽ gửi Kim Cương ở đây để nó bình tĩnh lại rồi đón nó về nhà. Không phiền chú chứ? Ông chủ coi tôi là người ngoài mới nói vậy. Có hai Kim Cương, tôi đã coi là người già từ lâu rồi. Không lẽ nào tôi không lo chu đáo hay sao? Thank you.
Muộn rồi, chúng ta không có đường để quay lại đâu Phen à. Tay anh chưa nhỡ máu, anh có thể mà. Sao em lại tốt với anh hả? Chúng ta đều là những đứa trẻ bất hạnh, lẽ ra phải nương tựa nhau để tồn tại. Em đang chạy để anh được sống. Em nghĩ là anh có thể hạnh phúc được sao? Mình là sát thủ, sát thủ làm gì có trái tim, làm sao nó lại đau? Nghe nói cô gái đó đã hy sinh, đi đỡ viên đạn thay cho cậu, tôi tin trùm Chu Sanhen. Có đúng vậy không? Nhưng tôi vẫn không hiểu là tại sao hắn muốn truy sát cậu. Cũng may là có cậu, nếu không một mình Vĩnh An chắc chắn không thể bảo vệ được Kim Cương an toàn. Trước đây có lần Kim Cương nó có gợi ý với tôi là nó muốn để cho cậu thay Dương Dũng làm vệ sĩ riêng cho nó. Tới giờ thì tôi mới hiểu vì sao nó lại có quyết định này. Khi còn ở bên Hồng Kông, tôi đánh bạc, vay rất nhiều tiền từ sòng bạc của anh. Nhiều tới nỗi tôi không trả nổi. Cho nên khi vì kết hôn với Dưỡng, tôi van xin chị cứu giấc đời tôi, cho tôi theo về Việt Nam sống. Dưỡng, Dưỡng không thể coi thường tên Chu Sang Hen được đâu. Chuyện này thì tôi biết. À, phải rồi, trước đây cậu từng ở Hồng Kông với dì của cậu, cậu biết rõ hắn hơn tôi. Có phải đây là lý do cậu tới tìm tôi? Dạ. Cậu đừng lo, tôi có khả năng giúp cậu thoát khỏi sự truy sát của tên này. Hôm nay người bạn của cậu đã hy sinh vì cứu mạng của Kim Cương, dù cậu có yêu cầu gì tôi cũng sẽ hoàn thành cho cậu. Cậu nói đi. Tôi tới đây không phải để yêu cầu Dưỡng bất cứ điều gì. Theo tôi biết, từ lâu Chu Sanhen đã cho người theo dõi Kim Cương và cả Dưỡng nữa. Những chuyện bắt cóc Kim Cương và Ruby trước đây đều do bàn tay của hắn đứng sau. Tại sao cậu biết những chuyện này?
Tôi cũng là người ăn chịu với bọn chúng khi còn ở bên Hồng Kông. Tôi có quen biết một số giang hồ ở bên đó, cho nên tôi ngầm hiểu biết chuyện này. Nói vậy, không có viên kim cương xanh trong tay thì hắn ta nhất định không bỏ cuộc, đúng không? Đám người của Chu Sang Hen phải qua đây. Có một kẻ tên là Wang, từng bắt cóc ruby và kim cương. Nhưng trước tiên mình phải xử lý tên này. Riêng tên Chu Sang Hen, hắn ta là một tội phạm rất nguy hiểm, có tên trong hồ sơ của tội phạm quốc tế. Chỉ cần hướng sự điều tra của pháp luật vào hắn, hắn sẽ không dám làm bừa. Tôi sẽ làm mọi thứ để kim cương được an toàn. Còn cậu, cậu tính sao? Tôi có việc phải làm rồi. Dượng à, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay giữ được cho kim cương biết nha. Chào Dượng. Tại sao anh lại bỏ đi như vậy? Anh vào trong gặp Kim Cương đi. Tôi chắc là cô ấy sẽ có nhiều chuyện để nói với anh lắm đó. Không cần đâu. Tôi biết anh không phải không có lý do gì mà năm lần bảy lượt anh liều mạng cứu Kim Cương. Cô ấy từng nói với tôi, khi nhìn thấy fan đã phát súng cho anh, chỉ có tình yêu, chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh mà khiến con người ta phải hy sinh như vậy.
Anh làm ơn đừng có nói nữa có được không? Anh trốn tránh cũng không thể phủ nhận được trái tim của mình. Tại sao lại không đối mặt với Kim Cương, thành thật với chính bản thân mình chứ? Anh đừng nói với Kim Cương là tôi tới đây nghe. Tôi xin anh. Món quà em định tặng cho anh chắc bây giờ cũng không cần thiết nữa rồi. Bà đã quyết định sẽ giữ em lại. Bà nói dù sang Ý hay Mỹ cũng chưa chắc em được an toàn, nên đi xa cũng không cần thiết nữa. Anh nghĩ quyết định của ba em là hoàn toàn đúng mà. Thực ra em chưa bao giờ thích những gì bà đã sắp đặt cho em, nhưng thực tế đã chứng minh lần nào em cố tình cãi lời ba cũng đều gây ra hậu quả lớn đến mức em không thể nào gánh nổi. Kim Cương, em đã hứa với anh là em không tự trách bản thân mình nữa mà. Ba đã để em học ở nước ngoài suốt 5 năm. Em đã rất giận ba. Cứ nghĩ là ba không thích nhìn thấy mặt em, cho nên tự ý em đã quay về. Mà từ đó đã phát sinh ra nhiều chuyện. Em đã đẩy ba em vào tình thế cứ đối đầu với nguy hiểm. Anh biết em rất thương và lo cho chú Thiết. Anh tin rằng chú rất rõ điều này, cho nên em không cần vì vậy mà tự trách bản thân mình nữa. Em hoàn toàn không có lỗi. Không đâu, anh lầm rồi. Đó là lỗi của em. Em đang nghĩ nếu mình đừng cố chấp thì liệu mọi chuyện có thay đổi được không? Anh An, em phải làm sao? Anh hãy nói cho em biết đi. Đi với anh. Đi đâu? Em có tin anh không? Nếu tin anh thì đừng có hỏi gì nữa, em cứ đi với anh. Anh sẽ đưa em tới một nơi anh không chắc là sẽ giải tỏa hết muộn phiền của em, nhưng mà anh hy vọng là sẽ mang tới cho em sự bình an, dù chỉ là trong phút chốc. Em... Ê, ê, cho mày coi này nè. Con nó em này dễ thương, tao mới cua được nè, chậm đi. Ngon quá mày. Đó, mày thấy chưa? Nè, cưng gì đâu á. Giờ nó bà cô một mơ đã quá. Trời thật mày đâu. Coi ừ, bữa nào dẫn ra ra mắt anh em nhớ nghe. Khốn nạn, mày còn dán sáng tới đây làm gì? Tao tới đây đòi mày cho phen. Thì ra mày với con phen cấu kết với nhau, cùng bày ra màn kịch phản bội này. Được, tụi tao sẽ thay mặt cho ông chủ hoàn thành ước nguyện đưa tụi bay xuống suối vàng. Hey!
Ông chủ muốn giết cậu mà phen phải lành đạn giùm thì ông chủ cũng không sung sướng đâu. Cậu đi đi cậu bà. Ông chủ đâu? Tao muốn giết hắn ta để đền tội cho phen. Cậu yêu thích con gái của Tình Thiết bao nhiêu thì ông chủ cũng yêu thích phen bấy nhiêu. Tôi chỉ có thể nói với cậu bao nhiêu đó là quá tốt rồi. Nếu như cậu không muốn chết thì chạy đi cậu bà. Đại ca, đại ca. Bắt lấy nó, ông chủ sẽ thưởng nhớ. Giữ thả mày. Bắt nó. Anh ơi, anh gì đó ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi, tỉnh dậy đi anh ơi. Mình ngủ ở đây á thì an toàn thiệt. Thạch Anh không có phá mình. Ý, nhưng mà không có được. Ngủ ở đây vậy á, chị hai đi tìm mình cho coi. Anh nói sao? Tại sao Cao Bằng lại dám tấn công anh? Sao lại có chuyện này? Lẽ nào cậu ta ăn gan hùm uống mật gấu à? Ngay cả cái thằng vào da cháu ruột nổi tiếng trung thành, bây giờ nó cũng đã phản bội rồi. Ngày mai anh sẽ cho người lưu Thạch Anh về bến. Em phải hợp tác với anh ở trong cái chuyện này. Em xin anh đến Chu Giang Hen. Thạch Anh mà bất tích lúc này là rối loạn. Công an gửi người nhúng tay vô, có phải phúc chót của chúng ta thành công cốc không? Hà Băng à, nếu em muốn thì em cứ ở lại với thằng bố già khôn kiếm lo. Còn Thạch Anh thì phải về bến với anh, càng sớm càng tốt. Phen chết rồi, không biết thằng Cao Bằng nó vụ sát phen ở lâu,
Sự gian lại không phải nhỏ đối với luật pháp Việt Nam đâu. Điều đó có nghĩa là chậm một bước thì sẽ ảnh hưởng nguy hiểm tới tính mạng của Thạch Anh. Một khi thằng bố già lo biết, Thạch Anh không thuộc dòng máu của nó. Anh à, Thạch Anh nó phải cần thời gian để thích nghi tư tưởng. Về việc ông Thiết không phải là cha ruột của nó, dù sao từ khi lớn lên nó cũng chỉ biết ông ấy là cha thôi. Bây giờ mọi chuyện đột nhiên đổi khác. Giới tính của Thạch Anh, tới rồi. Em ngủ có ngon không vậy? Chắc là do em mệt quá, chứ em ít khi ngủ quên trên xe lắm. Em mà ngủ được một giấc như vậy cũng thấy khỏe rồi. Em nhìn coi, em có thấy đẹp không? Đẹp thiệt á. Em chưa từng thấy nơi nào đẹp giống như vậy. Vĩnh An, sao anh biết một nơi đẹp thơ mộng đến như vậy hả? Nói thơ mộng thì hơi quá, nhưng cũng không phải là quá vô lý. Hồi anh còn nhỏ, bà ngoại anh thường dẫn anh ra đồng sớm. Lúc bà cấy lúa, anh ngồi ở bờ đê đằng kia kìa, ngắm mặt trời mọc vô cùng thú vị. Vậy là không lẽ... Ừ, đúng rồi. Nè, em thấy căn nhà nhỏ đằng kia không? Ừ. Là nhà ngoại anh đó. Bây giờ không còn ai ở nữa. Ừ, em biết rồi. Vì lại giờ ông bà ngoại anh đã dọn lên Sài Gòn ở, cho nên căn nhà không còn ai ở nữa. Có đúng không? Em nói ngoại anh dọn lên Sài Gòn sống là sao? Thì ngoại của anh đó, em đã từng gặp rồi mà. Ờ. Tiếc thiệt. À. Em nghe nói ở một không gian êm ả như thế này sẽ thích hợp hơn với người lớn tuổi. Nhưng mà chắc ngoại anh muốn dọn lên Sài Gòn để tiện chăm sóc cho anh, có đúng không? Anh cũng nghĩ như vậy. Ủa, chú. Tôi nói cậu tới chỗ Năm Hồ trước mà, sao lại có mặt ở đây? Con tới đây gặp Kim Cương. Con có mua miếng món mà cô ấy thích, con đem lên cho cô ấy rồi qua Năm Hồ sao? Kim Cương, nó không có ở nhà. Cậu mua mấy thứ đó tới đây làm gì? Trong lúc này mà để Kim Cương ra ngoài là không tốt lắm. Tại sao chú không cản Kim Cương lại? Thôi được rồi, để con đưa cô ấy về. Xin lỗi chú, bảo vệ cô ấy là nhiệm vụ của con. Không cần đâu. Tâm trạng của nó không vui, để nó ra ngoài thư giãn một chút cũng không phải là chuyện xấu. Không sao đâu, có Vĩnh An đi bên cạnh nó. Vĩnh An nó cũng giống như cậu, dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Kim Cương. Con gái của tôi tin tưởng Vĩnh An như vậy, tôi không có lý do gì mà cản nó lại. Cậu lên lầu gửi mớ đồ đó cho Ruby đi, rồi theo tôi ra chỗ Nam Hồ. Này rộng quá anh ha. Ờ. Không khí ở đây yên bình quá à. Về đây em có thấy mình ổn hơn chưa? Em chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đi xa quá mức đến như vậy. Em không muốn ai phải chết, cho dù người đó có muốn sát hại em. Nếu họ có tội thì hãy để cho pháp luật và lương tâm họ trừng phạt họ. Một phát súng cướp đi sinh mạng con người thì thật quá là oan ức. Bởi vì em quá lương thiện cho nên em chưa thể hình dung được điều này. Ở bất cứ nơi đâu cũng có chuyện bất công xảy ra, chúng ta không thể can thiệp được hết những chuyện bất công đó. Em không biết
mình sai hay đúng. Bà rất là thương em, nhưng em không đủ sức để đưa bà thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ. Cho nên... Kim Cương, em đã hứa với anh là không nhắc lại chuyện buồn nữa, nên anh đưa em về đây. Anh nghĩ là tâm trạng của em sẽ khá hơn. Nói không chừng người sai lầm lại là anh. Anh thật là vô ý. Anh có thấy đường chân trời đằng kia không? Thực ra nó liền biển, liền đất hay là liền mây. Em cho rằng nó đúng tất cả. Vậy nên nỗi buồn cũng giống như mây vậy. Chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ tan và tụ ở một nơi khác. Ẩn ý của em hay lắm. Anh phục em sát đất đó. Anh An, có phải tình yêu cũng giống như đám mây vậy? Chỉ tụ một lát rồi tản mạn. Mây không cho ai sở hữu riêng mình, đúng không anh? Bố Dạ Thiết không có động tĩnh gì lộ liễu, chắc chắn con nhỏ đã lại thoát rồi. Nhưng nếu nó đã thoát được, tại sao lại không về nhà? Sao phải đưa nó đi chỗ khác? Giả sử Cao Bằng bị lộ, lẽ nào bố già lại để cho mình yên? Tôi có việc gấp nhưng không liên lạc được với Cao Bằng. Cao Bằng? Cao Bằng chết rồi thưa bà chủ. Cái gì? Tại sao tôi không biết gì về chuyện này chứ? Mọi thứ bây giờ đảo ngược hết rồi thưa bà chủ. Phen gì muốn cứu Cao Bằng và bị chính ông chủ bắn chết. Sau đó Cao Bằng tới tìm ông chủ định thanh toán trả thù cho phen, thì bị đám đàn em được theo bắn chết. Phen đều đã chết, rốt cuộc cái đích cuối cùng là gì chứ? Đành uổng phí mười mấy năm nay sống chung với kẻ thù. Mình phải dẫn Thạch Anh về Hồng Kông thôi. Mẹ, con muốn mua robot. Mẹ kêu anh Cao Bằng chở con đi mua được không? Mẹ. Được không? Tìm lượt sang lo chưa? Dạ thưa ông chủ, tụi em đã tìm kiếm khắp nơi và thậm chí còn đánh động tới tụi trinh sát, nhưng vẫn không tìm thấy nó. Nhưng em đảm bảo với ông chủ là nó đã bị trúng đạn và chắc chắn nó sẽ chết. Khi nào chưa nhìn thấy cái xác của nó, ta không tin nó đã chết. Em nghĩ dù cho nó may mắn thoát được thì nó cũng bị thương tích nặng nề. Nó không dám vào trạm y tế nào đâu. Nó chỉ có thể chui vào một xó nào đó mà chết thôi. Từ khi nào tụi bay nhẹ dạ, mất cảnh giác tới như vậy? Thưa ông chủ, chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Chúng ta có nguy cơ bị lộ. Mong ông chủ hãy nhanh chóng rút về nước trước. Mọi chuyện còn lại cứ để tụi đàn em nó lo. Ông chủ cứ yên tâm. Thưa ông chủ, từ sau vụ của Phen, có lẽ chúng ta đã bị động. Một mạng người chứ không phải chơi. Hơn nữa công an Việt Nam nổi tiếng là phá án nhanh nhạy. Cho nên mong ông chủ hãy về bên đó càng sớm càng tốt, để tránh những rắc rối có thể xảy ra. Chuyện này lễ tao suy nghĩ, rồi sẽ lừa ra quyết định. Chủ bay tiếp tục tìm xác Cao Bằng liền.
Thưa ông chủ, dạ. Nhưng mà ta không muốn nghe bất cứ lứa nào nói thêm một lời nào về chuyện này nữa. Liệu ta muốn là nhìn thấy xác thằng Cao Bằng nó làm ở đây.